chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em giới thiệu một cái âm ly của hãng Yamaha. Âm ly với công suất 180W và có giải mã quang, mặt màu vàng chanh với model AX430. Âm ly cỏ nhưng mà rất dễ ghép loa và đặc biệt là có thêm cổng quang giải mã 24 bit. Các bác nghe nhạc mạng từ Smart TV rất hay luôn. Đấy. Các bác chơi nhạc nghe nhạc stereo chế độ 2 kênh. Đấy. Bình thường thì các bác mua cái âm ly 2 kênh mà 2 kênh không có giải mã, giá cũng cỏ thì cũng phải tầm ngót nghét gần 2 củ rồi, không hề rẻ. Và những âm ly cỏ như thế này thì em chỉ bán với giá 1.800.000 đồng, sẽ bao gồm cái điều khiển các kiểu, đấy, tắt mở này, rồi có chuyển kênh này, rồi bật tắt chế độ stereo này, chế độ hẹn giờ này, đấy, sẽ có trên cái điều khiển này để các bác sử dụng rất là tiện. To nhỏ các bác đỡ phải đi lại nhiều và các thứ rất dễ sử dụng, điều khiển thì nó cũng đơn giản này thôi. Đấy. 1.800.000 đồng. Kích thước của mình như sau: chiều ngang 43,5, chiều cao 15, sâu 38. Giá là 1.800.000 đồng. Các bác xem nội thất bên trong sáng choang luôn, linh kiện về rất đẹp luôn. Chỗ này có đến cả một rổ tụ này. Các bác nhìn này, đây tụ audio của Yamaha. Và vì cái bo giải mã 24 bit nó nằm trong cái hộp nhôm chống nhiễu này các bác nhá, rất là trông bọc rất là cẩn thận đấy, trông âm đi cỏ thôi nhưng mà sò đây thì rất nhiều luôn, 2, 4, 6, 8, 10 con sò than. Các bác có thể ghép với những cặp loa bát 25 đổ về và hát karaoke gia đình, ok các bác. Và đây thì thông số DSP AX430, công suất 180W và điện 100V, hàng lắp ráp tại thị trường của Malaysia. Các cổng loa đây, cầu loa phụ này, còn đây cầu loa chính chính là để các bác nghe nhạc stereo 2 kênh. Trở kháng ghép loa ở đây là 6 ohm trở lên. Các loa 6 ohm, 8 ohm, 12 ohm đều ghép vào đây được. Dòng này đây rất dễ để ghép loa, bát chắc lên rất sướng luôn. Và đây cổng DVD giải mã quang từ Smart TV nhé, em đang nghe qua cổng analog. Tắt này đi. Đây em sẽ bật cổng quang lên, cổng DVD các bác nhé. Đây em sẽ chuyển sang cổng DVD trên khiển luôn. DVD auto nó sẽ nhận ưu tiên cổng quang. Và đây em sẽ bật trên TV, em đang tạm dừng. Đấy. Nước mặn chát chân trời giữa mênh mông vẫn quá không uống được anh ơi, đừng ví em là biển ngàn năm sóng số hoài suốt cuộc đời. Các bạn có thể thấy tiếng bát chát có lên rất sướng luôn các bạn đấy, bên bờ là tàn phai đấy, ù luôn vì chắc về rất sáng các bạn đấy. Buồn vui đầy lại thôi, em không là biển khơi, em chỉ là em thôi, đừng nghĩ em là biển càng sông càng cô đơn mỗi đường ngàn chân kiếm đi cỏ. Nhưng mà nó thật các bác, chất lượng rất phê luôn. Bát check đầy đủ hoạt động hoàn hảo các chức năng, bát check volume các thứ, phím chuyển kênh ở trên này. Các bác có điều khiển rồi thì nó cũng tiện dùng thôi. Và cái chế độ stereo ở trên này các bác chỉnh tùy theo các bác nhu cầu sử dụng cái chế độ nghe nhạc. Đấy, stereo 2 kênh. Đó. Một cơm đi cỏ giá rẻ chỉ có 1.800.000 đồng. Bát check lên rất tốt luôn. Đấy. Hát karaoke các bác ghép thêm vàng nữa thì quá ngon luôn. Đấy. Và giá thành thì chưa đến 2 triệu đồng, chỉ có 1.800.000 đồng và nó có cổng giải mã quang, chưa có nghe nhạc stereo và đặc biệt là kèm theo một cái điều khiển để các bác tiện dùng trong quá trình sử dụng. Đấy. Đừng vì em là biển sâu thẳm vào chán chân trời giữa mênh mông vẫn
thật sự nó rất dễ để ghép loa thôi, nghe bass jack lên quá nhiều luôn. Đấy. Một cái âm ly với mức giá 1.800.000 đồng. Đấy. Với những cái âm ly hai kênh ấy, không có đối thủ, không đọ được với con này đâu các bạn. Đấy. Giá 1.800.000 thôi nhá, giá không bao ship và đi kèm đấy là một cái điều kiện. Các mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961225555. Cảm ơn các bác rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.